người mà mua gắt nên là người mua bây giờ tôi mua bà cứ nói đi, tôi về tối hôm qua đi bà. Ừ. Bà cứ nói về tối hôm qua đi. Hôm qua chờ cả con chó bằng dê này, con thúng này, bốn ca, bốn năm sáu thằng nữa con kéo cái động ra đấy. Đứa đó hôm qua mà quẩy cái chỗ đấy hết rồi rồi đấy, còn con chó nó lù lù đấy hơi đẹp đấy. Con chó ấy mà đưa lên mình thấy đấy, đứa chó về mà áp đảo dân. Đứa chó về mà áp đảo dân để mà đi đất. Xã hội công bằng văn minh ở đâu? Học tấm gương nào nước hồi chứ bây giờ đâu có đứa chó đưa như vui điện về để áp đảo dân đấy. Thôi tôi cứ nói như vậy, học tấm gương nào nước cũng được một cái chân bóng của họ chứ mình nhá. Giữa đường kia đi làm sao?